Liên minh châu Âu EU đã huấn luyện hơn 17.000 binh sĩ Ukraine và dự kiến con số này sẽ lên tới 30.000 người vào cuối năm nay, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của EU ông Josep Borrell cho biết. Phát biểu trên được ông Borrell đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh về an ninh và quốc phòng châu Âu hôm 11 tháng 5. Chúng tôi đã huấn luyện hơn 17.000 binh sĩ Ukraine và đến cuối năm, con số này sẽ lên đến 30.000. Bình luận về sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev, ông Borrell nói thêm rằng tổng các khoản viện trợ cho Ukraine từ các quốc gia và tổ chức EU đến nay đã lên tới 16 tỷ euro, nhưng sẽ chưa dừng lại ở đó. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để bảo vệ người dân Donbas, các quốc gia phương Tây đã tăng cường hỗ trợ chính quyền Kiev. Giới chức Moscow liên tục cảnh báo rằng những động thái như vậy chỉ làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Ông Borrell nói thêm rằng EU cần tăng cường khả năng phòng thủ, nên khoảng 70 tỷ euro sẽ được các quốc gia đầu tư vào tổ hợp công nghiệp quân sự trong 3 năm tới. Trước đó trong cuộc phỏng vấn với La Sexta hôm 10 tháng 5, ông Borrell nhận định Kiev sẽ đầu hàng trong vài ngày nếu phương Tây ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho họ. Ông nói rằng xung đột sẽ kết thúc, nhưng không phải theo cách mà EU và Mỹ mong muốn. Chính phủ Ukraine nhanh chóng phản bác tuyên bố của ông Borrell. Xung đột sẽ không kết thúc mà còn lan sang các lãnh thổ khác, trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, viết trên Twitter mà không nói rõ đó là lời cảnh báo hay đe dọa. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.